Mến chào các bạn, thì hôm nay cũng trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng giới thiệu nhiều điểm bán về phô mai đó cho anh chị có một sự lựa chọn phù hợp ý thích với mỗi người. Thì anh chị có thể giao lưu, mình tạo cái sự phong phú trên kênh đó, nhiều phôi chỗ A chỗ B cho anh chị lựa chọn. Thì hôm nay đến chỗ của Phát đây ở địa bàn của Cần Thơ, thì tất cả các chỗ mà mình ghi clip giới thiệu ở trên kênh đó mình đều viết địa chỉ rõ ràng. Thì anh chị có phàn nàn hoặc là gì đó cứ comment về thì mình sẽ phản hồi hoặc là đảm bảo cho anh chị những cái địa chỉ đó ở địa bàn, lựa những cái chỗ tốt, những nơi tốt cho anh chị để tham khảo thêm và có sự phong phú để so sánh coi phôi đẹp gì đó thì hợp ý thích mỗi người, chúng ta có thể giao lưu. Thì hôm nay gặp Phát ở đây thì mời Phát giới thiệu phôi mai nào, xin mời Phát ạ. Dạ, xin chào cô chú anh chị tất cả mọi người đang xem kênh. Dạ. Em tên Phát. Rồi. Em có mấy phô mai mong được giao lưu với mọi người. Rồi, vậy là dạ. Xin mời Phát ha. Đầu tiên Phát cho một vòng để anh em xem rõ hơn đó. Cái này là phôi mai số 1. Phôi mai số 1. Dạ. Rồi, vậy là Phát cho một vòng nữa ha. Dạ. Rồi, vậy là thông số đó em. Dạ. Cây này 30 hoành, đo trên đây 30 hoành. 30 hoành. Rồi vậy là chiều cao đi em. Dạ. Cao cây này 42. 42. Dạ. Vậy là nếu mà về dáng rồi dấp rồi sao em có thể cho... Cái này là lùng lực nha mọi người. Lùng lực. Dạ. Để nó cắm xuống không mà cũng lực lắm. Vậy là giá giao lưu em báo nhiêu ạ? À? Cây này em 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu em bao luôn phí vận chuyển cho mọi người để mọi người mua lần đầu trên mạng, nhằm khi họ ngại cái phí nó không biết nhiêu. Rồi, okay. Em nhắm chừng được cái phí em bao luôn cho mọi người cho dễ. Ở xa quá thì sao em? Dạ, em ship toàn quốc, anh bưu điện nó ship tới nhà. Toàn quốc phí cao cũng chịu luôn phải không? Dạ đúng rồi, gần xa gì cũng chịu, cho nói chung cũng nếu cao thì mình bớt tí xíu thôi. Ừ. Dạ. Rồi 2 triệu. 2 triệu. Phô thứ nhất. Rồi mời em. Phô số 2. Ngon, hỗ trợ tí. Thì mình rất cảm ơn anh chị, các chú, các anh đã ủng hộ kênh giao lưu buôn bán. Thì mình lựa những cái địa bàn, địa điểm ở Cần Thơ có bán thôi đó. Mình sẽ giới thiệu cho phong phú hơn trên kênh cho anh chị có thêm nhiều lựa chọn phù hợp, nhưng mà cụ thể nhưng mỗi cái địa điểm thì có số điện thoại đó, anh chị mua thì anh chị cứ liên hệ. Rồi xin mời em phôi số 2. Dạ. Rồi một dòng kỹ thuật ha, một dòng này đế cắm xuống không thân lắc cũng khá là ok đó anh chị. Vậy là cho thông số đi em. Cây này 37 hoành, đo trên đây. À 37. Này. 37. Rồi chiều cao em ơi. Chiều cao là 43. Dạ. Rồi xin một dòng đi em, rồi em báo giá luôn ha. Phôi số 2. Cái này 2 triệu 2 em bao phí. 2 triệu 2, phôi số 2, bao phí. Đây là bản phát nha anh chị. Số điện thoại rõ ràng. Rồi qua số 3 đi em ơi. 2 triệu 2, số 2. Rồi mời bác cho phô số 3. Rồi, đầu tiên cũng một vòng luôn ạ. Này à, cắt sữa lại giống như con thú đang ngồi vậy. Sần sừ là có xù gì chưa? Dạ chưa, cái này chưa lên xù. Chưa có xù. Dạ.
Tại nó già cây nó lên hột hột vậy chứ chưa xù. Chưa xù. Nhưng mà già lắm lên. Rồi cho hoành em. Này 25. 25. Rồi em ơi, cho chiều cao luôn. Cao cho 25 luôn quá. 3. Cao 20 à, thân cao 20 à. 20. Thân cao 20. Dạ. Rồi. Cái này giá nhiều. Rễ cao 15. Rồi giá đi em. Cái này 1 triệu rưỡi bao ship. 1,5 triệu bao ship. Shipper. Cây số 3. Số 3. Bao ship luôn, shipper luôn. Địa chỉ mình ở đây số mấy em để cho các bạn à, có, muốn ghé. Cái địa chỉ trên bảng là hồi đó ngoài Võ Văn Kiệt á. Ừ. Giờ em về về gần chỗ đây học Nam Thơ, gần bệnh viện Nhi Đồng mới á. Có địa chỉ cụ thể không? Dạ. Có địa chỉ cụ thể không? Không, cái này tại vì mới xây lên á, chưa có cấp cái à, số cụ thể. Chưa có số. Dạ. Ngang với cây xăng chỗ đường Võ Văn Kiệt, đường đại học Nam Cần Thơ. Đúng rồi. Rồi. Thì các bạn muốn có giao lưu trực tiếp thì đến địa chỉ này. Điện thoại cho bạn Phát thì liên hệ. Phát ha. Dạ đúng rồi. Rồi cho phôi số 4 em ơi. Số 3 nãy là 1,5 triệu hả? Chiều dạ đúng rồi, 1,5 triệu. Bao ship luôn, ở đây bao ship hết. Dạ. Cái này cũng phôi số 4. Giống số như 4. Con bịch tuột. Phôi số 4. Rồi. Thông số gì không em? Dạ đây em đo luôn. Mới lại chung. Hoành 23 trên đây. Nhiêu ạ? À? Hoành trên đây 23. 23. Rồi. Dạ. Cái hăng cao tắc chính à? Tắc chính. Rồi dạ. Ok em. Sơn một vòng đi em. Rồi báo giá luôn. Cái này 1,5 triệu bao ship luôn anh. 1,5 triệu bao ship. Dạ. Này cây số 4. Số 4 nha anh chị. Số 4. 1,5 triệu. Đây, chuẩn bị cây này số 5 đây. Rồi, số 5 chuẩn bị lên đây. Số 5 nha anh chị. Rồi, một vòng luôn em ơi. Cây này đế khá đẹp. Nói không, những cái gì mà đẹp là thường giấu phía sau ha. Vậy nhớ xem clip nha, coi kỹ những cây phía sau. Rồi, hoành như em. Hoành 20 anh, đo tuốt trên luôn. Rồi. Thân cao khoảng 16 à, thân cao 16. Thân cao 16. Rồi, cho giá luôn. Cho giá luôn. Cái này 1,5 triệu bao ship luôn. Thứ 5. Thứ 5 1,5 triệu bao ship luôn. Dạ. Rồi, mình còn 5 phôi giá rẻ nữa em. Như vậy là tổng cộng 5 phôi ha. Dạ đúng rồi, 5 phôi. 5 phôi. Đọc từ số 1 cho tới số 5 giùm anh lần nữa. Tổng kết lại nè. Tổng kết lại đó. 2 triệu, 2 triệu 2. Số 1 là nhiêu ạ? Số 1 là cây này 2 triệu bao ship. À 2 triệu. Cây này số 2, 2 triệu 2 em bao ship. Rồi. Số 3. Số 3 là số 3 là cây này 1 triệu rưỡi em bao ship. Rồi. Số 4. Số 4 là số 5 cũng vậy luôn. Số 4, số 5 là cũng số 4 là cây này 1 triệu rưỡi bao ship, số 5 cũng cây này 1 triệu rưỡi bao ship. Rồi. Ok, dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Thì đây là Phát nha. Dạ. Xin nhắc lại đây là Phát. Cô cháu sự giao lưu buôn bán thì liên hệ cho Phát. Dạ. Rồi cô... mời Phát chào khán giả yêu thương à. Cô chú anh chị có thấy cây nào mình thích thì ủng hộ em với. Em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị, tất cả mọi người đã xem kênh. Cảm ơn Phát dạ. Rất là nhiều. Mong cô chú anh chị ủng hộ chỗ Phát nha. Dạ. Có gia đình chưa? Dạ chưa. Vậy là cô chú anh chị nào có gái á, nữ á, ái nữ á, gả về Cần Thơ luôn để Phát làm rể ở xứ xa được không ạ? À?
Được, có mấy em nào tên Mai á. Có ai tên Mai á, giới thiệu cho Phát luôn nghe anh em và các chú. Còn độc thân đây chăm chăm phải không? Có 73 vậy không? Rồi, vậy là anh cô chú yên tâm nha. Đây là Phát chưa có gia đình. Bán Mai. Nói chung là nhờ cô chú anh chị ủng hộ. Tạm biệt, cảm ơn cô chú, chúc khỏe cô chú. Dồi dào sức khỏe bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại những clip tiếp theo. Mến chào, tạm biệt.